Bên cạnh gây ngã đổ nhiều cây xanh, cơn bão Noru cũng đã gây hư hại nhiều hệ thống lưới điện, gây mất điện cục bộ nhiều nơi trên địa bàn Đà Nẵng. Ngay sau khi bão Noru có dấu hiệu suy giảm, Điện lực Đà Nẵng đã khẩn trương huy động toàn bộ nhân lực cùng các phương tiện để xử lý sự cố điện. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, trên các tuyến đường Phan Thanh, Trần Cao Vân, một số khu vực mất điện do sự cố gây nên như cây ngã đổ, vật liệu xây dựng bay, dính vào đường dây điện, tôn bay cắt đứt dây điện, nổ trạm biến áp, v.v. Được biết, đêm 27 tháng 9, rạng sáng ngày 28 tháng 9, bão số 4 tác động trực tiếp đến thành phố với sức gió giật mạnh, gây tác động mạnh, xảy ra sự cố, gây mất điện ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì sáng dậy là thấy cái điện cao thế, cái điện dây to này nó bị đứt. Đó thì thấy tình trạng anh em chủ điện lực thì anh em có xuống lập biên bản, rồi cho anh em xuống để kiểm tra, rồi nó đang tiến hành để khắc phục. Thì nói chung là cũng rất là nhanh chóng, cũng rất là kịp thời, tại vì cái điện cao thế nó rất là nguy hiểm. Thì cái này thì chỗ anh em điện lực có xuống người dân cũng thấy cũng rất là yên tâm. Điện lực Đà Nẵng cho biết sáng sớm nay, Điện lực Đà Nẵng đã huy động hơn 400 nhân lực cùng 74 phương tiện xe cơ giới với quyết tâm sớm khắc phục hệ thống lưới điện phục vụ người dân. Lên họ làm đó cũng hầu nó cũng 7 giờ đó. Họ lên họ làm nhưng mà ta cũng rất là nhiệt tình. Chú nghĩ thì chắc là cũng tới trưa nhưng mà cái tôn đồ nó ba lung tung hết. Họ dọn dẹp rồi ráng họ kéo dân ra họ kéo dẹp rồi họ còn bay nhà bỏ đóng đó. Cũng đồn nghĩ là cũng nhanh đó. Nó thật sự là chú thấy nó cắt điện, chú nghĩ là phải trưa với chưa ấy, còn cái chuyện họ đáng thì xíu họ đáng thôi. Tổng số khách hàng bị mất điện do tác động của bão số 4 gồm mất điện sự cố và công ty sa thải lưới điện để đảm bảo an toàn khoảng 270.000 khách hàng. Tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 9 đã khôi phục cấp điện gần 140.000 khách hàng. Điện lực Đà Nẵng tập trung nguồn nhân lực để cố gắng khôi phục nhiều nhất phụ tải trong ngày 28 tháng 9. Trong đó tập trung các phụ tải ưu tiên, các khu vực trung tâm, phấn đấu đến 17 giờ ngày 29 tháng 9, cơ bản khôi phục toàn bộ phụ tải, trừ các địa điểm ngập úng không đủ điều kiện đóng điện. Công ty sẽ phối hợp với địa phương để khôi phục khi đảm bảo an toàn.